Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện Chiến viên Lấn Sân của tác giả Bắc Nam. Chuyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đàm Mỹ Tường Truyện, tập 46. Cẩn Nhàm Dư gầy đi, không trang điểm cầu kỳ như hồi quay chương trình thực tế, mặc cả cây đèn đơn giản, vành bố kéo thấp, hơi thở lùn bài rõ rệt lấn át cái nét dù cồn đã từng. Cậu ta vừa cất lời, Lục Văn không khỏi sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, Cẩn Nhàm Dư nói chuyện muôn phần kiêu ngạo, từ cách dùng từ cho tới dòng điệu, còn câu vừa rồi nhẹ tênh kiểu khiến người ta bỡ ngỡ. Dường như sự kiêu ngạo cũng đã lủi tắt, Lục Văn không ngờ sẽ gặp lại Cẩn Nhàm Dư. Tuy rằng có đụng chạm, bình thường lên mạng trông thấy sẽ chửi đôi câu, nhưng bây giờ hắn không xuất hiện cảm xúc tiêu cực gì, mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ấn nước rửa tay rồi hỏi, cậu tới đây làm gì? Cẩn Nhàm Dư đáp, tôi không được tới chắc, chỗ này là nhà anh hay gì hả? Hơi lấy này, cái nét hống hách đó. Lục Phàn không tiếp lời, tầng này được đoàn phim bao tròn để mở họp báo, hay rằng Cẩn Nhàm Dư xuất hiện ở đây có liên quan tới tàng trấn. Những người đến người đi không cần phải mạo hiểm thế chứ hả? Chẳng lẽ tối qua thuê phòng ở lại đây? Lục Phàn xoa bò xoa phòng trong lòng hóng hớt, không chờ hắn nghĩ xong, Cẩn Nhàm Dư giờ xong điều khiêu khích. Cho bây giờ anh hả hay lắm hả? Cậu đừng có kiếm chuyện. Lục Phán Mạo, tôi chẳng chọc gì cậu. Cẩn Nhàm Dư hỉ mũi. Hôm nay anh chọc tôi thì tôi cũng chịu, giống như hồi xưa tôi dám ngông nghênh bắt nạt anh ấy, cái nghề này vốn chẳng có công bằng. Ngày đó, khi Lục Phán tỉnh dậy thì Cẩn Nhàm Dư đã rời khỏi Lam Thủy mất tiêu, nên hắn không có cơ hội hỏi. Nếu giờ đã nhắc tới xích mích ấy, hắn hỏi. Thực ra tôi rất khó hiểu tại sao cậu phải chơi tôi. Cẩn Nhàm Dư đam, nhìn anh ngứa mắt chứ sao? Tôi biết cậu ngứa mắt tôi rồi, nhưng tôi nghĩ mãi, cãi nhau thì thôi đủ rồi đó, cậu không tới nỗi phải làm vậy chứ. Cẩn Nhàm Dư đứng thẳng nhìn vào gương, hai tay ướt sũng trống lên bể đá, im lặng chốc lát rồi nói. Đúng là không tới nỗi ấy, nhưng tôi ngu quá. Thôi được rồi, đó cũng xem như là một lời giải thích. Lục Phản nghĩ thầm lúc ấy hắn đã trải qua hết thảy cảm xúc dữ dội, cho tới bây giờ không giận cũng chẳng oán nữa, thậm chí không muốn mắng thêm câu nào. Và chăng dạo gần đây cuộc sống của Cẩn Nhàm Dư có lẽ không được suôn sẻ lắm, đỉnh lưu một thời rồi đã gục ngã, vì một nghệ sĩ nhỏ bé mà mình từng chuyển nếp dẫm nạp ngược lại, ai cũng nhỏ báng được. Lục Phản đặt mình vào vị trí của người khác, nếu là hắn thì e rằng không chịu nổi mất. Hắn hỏi, cậu có tính toán gì không? Chẳng biết Cẩn Nhàm Dư đang gắng cường hay không để bụng. Cứ thế thôi chứ làm sao, chẳng có ai hót mái được, nói chung là sống thoải mái hơn hồi còn hót nhiều. Lục Phàn rất bội phục tâm lý của Cẩn Nhàm Dư. Rửa tay xong, hắn rút khăn giấy thấm nước trên da, đưa mắt nhìn cậu ta qua gương rồi đùa bảo, mạnh miệng gớm ha. Thế có muốn ra xem họp báo của tôi không? Anh tưởng tôi không dám chắc. Cẩn Nhàm Dư không hề bị đả kích nhưng sắc mặt xa sầm. Tiếc rằng tôi không muốn thấy tàng trấn. Lục Phàn khá bất ngờ không biết đáp ra sao. Cẩn Nhàm Dư quay đầu nhìn thẳng vào hắn rồi nói. Chồng mày thế này thì chắc biết quan hệ của tôi với tàng trấn rồi hả? Ừ. Lục Phàn không phủ nhận, vò viên tờ giấy ném vào sọt rác. Ban đầu tôi tưởng ông ấy sẽ không chọn tôi đóng bộ phim này vì cậu cơ. Cẩn Nhàm Dư tức thì bật cười, khẽ nhếch cằm như nghe thấy chuyện gì hoang đường hài ước lắm. Ánh đèn rót vào đáy mắt tối tăm tạo thành nét rạng người giả dối. Lục Phàn quan sát phản ứng của cậu ta rồi liên tưởng tới cuộc hẹn bị chụp trộm, lấy làm lạ hỏi. Về hai người. Cẩn Nhàm Dư bảo, chấm dứt rồi. Cậu ta sờ bàn tay nửa ướt vuốt mặt, nụ cười tắt ngấm. Anh tưởng bọn tôi đi ăn tối với nhau hả? Chỉ bàn điều kiện mà thôi, láo cho tôi hai bộ phim điện ảnh vẫn hời. Lục Phàn không muốn tán gẫu tiếp nữa, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi đó, tôi phải đi đây. Cẩn Nhàm Dư chỉ khẽ chứ đó thôi, tôi cũng phải đi thôi. Tầng này toàn cánh báo chí thôi, vì chụp được cảnh ở chung với nhau thì phiền phức lắm. Vì vậy Lục Phàn cũng chuẩn bị đi trước. Hắn xoay người bước về phía cửa, xuôi tay thắt chặt cà vạt hơn. Anh biết không? Cẩn Nhàm Dư bỗng cất tiếng.
Thằng Trấn không nỡ bỏ tôi, chỉ cần tôi chịu ở bên lão thì tôi sẽ không phải lo sau này không có phim để đóng. Lục Phàn dừng bước cho mối quan hệ mà địa vị cách xa nhau, hắn tưởng người quyết định phải là kẻ được người khác dựa dẫm vào chứ, không ngờ ngược lại, hắn hỏi. Vậy vì sao cậu từ chối? Lặng thinh 10 giây cần nhằm dự đám, vì tôi không muốn làm hàng nhái. Lục Phàn kinh ngạc quay đầu lại, cần nhàm dư nghiêng người đứng bên bồn rửa tay, tay phải bấu chặt mép bể đá, cậu ta nói. Chẳng phải anh thắc mắc vì sao tôi chơi anh ấy hả? Để tôi nói cho anh biết nha, bởi vì anh nói bề ngoài của tôi giống Cổ Yến Đình nhưng không sánh bằng Cổ Yến Đình. Cậu bớt nói rằng nói điên đi được không? Lục Phàn bảo, đừng đổ lỗi cho thầy cũ. Cần nhàm dư nói, không tin thì anh hỏi Cổ Yến Đình đi, hỏi xem anh ta có biết hay không. Lục Phàn không khỏi chốt ruồn. Chuyện của cậu và Tàng Trấn ấy hả? Anh nghĩ tôi bám vào Tàng Trấn bằng cách nào hả? Cần nhàm sự cắt ngang lời hắn chỉ vào mặt mình rồi ồ lên. Anh nghĩ Tàng Trấn thích gì ở tôi hả? Lão thích cái gương mặt giống Cổ Yến Đình đó. Còn mẹ nó cậu nói cái lão. Cần nhàm sự cũng gào lên. Bà mẹ nó tôi giống Cổ Yến Đình nên mới được đạo diễn lừng danh yêu ái. Tôi giống Cổ Yến Đình thì mới được hẹn hò lên giường với đạo diễn lừng danh. Tất cả là nhờ giống Cổ Yến Đình đó. Anh nghĩ lúc lão đối mặt với tôi thì lão gọi tên ai hả? Lỗ tai ù lên, cả người Lục Phàn đứng sững sau cánh cửa. Đồ ngu! Cần nhàm sự khản cổ nói, người thằng chiến yêu là biên kịch cổ của anh đó. Cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại, Lục Phàn kéo lê bước chân quẹo ra hành lang, bước về phòng tiệc. Lời nói của Cần nhàm sự cứ mãi vàng vất bên tai hệt như kim cổ siết chặt cho đầu hắn đau như búa bổ. Thảo nào Cổ Yến Đình không muốn hắn và Tàng Trấn dính dáng gì tới nhau. Anh sợ hắn phát hiện ra, sợ hắn biết được. Vậy trong cái bí mật mà anh không chịu nói, ngoài tâm tư của Tàng Trấn ra thì còn gì khác nữa không? Quan hệ thầy trò hơn 10 năm tới bây giờ Tàng Trấn vẫn không thể quên được Cổ Yến Đình. Với địa vị cách xa nhau, liệu Tàng Trấn có từng hại Cổ Yến Đình và lão đã làm gì với Cổ Yến Đình? Một nhân viên phục vụ đi ngang qua gọi hắn. Anh Lục ơi! Lục Phàn mất hồn vất vía đáp, ánh mắt cũng lờ đáng, nhân viên nhắc nhở, điện thoại của anh đang kêu kìa. Lục Phàn lật mò điện thoại, cuộc gọi hiển thị thầy cô, hắn đứng sững sờ trên hành lang nhìn hai chữ ấy, hồn vía lên mây tạm thời quay về, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Nối máy, Lục Phàn áp điện thoại bên tai giọng nói trầm trầm, giữa hai người yêu nhau tha thiết không thể nào che đậy tâm trạng. Chỉ một chữ thôi, Cổ Yến Đình đã phát hiện anh hỏi. Họp báo bắt đầu chưa em? Sắp rồi. Phòng ăn trong Lâm Tạ, Cổ Yến Đình vừa dậy không lâu, rửa mặt xong muốn pha một tách trà ổi lòng để uống, nhưng từ sừng mất tập trung đánh rơi cái chén. Anh chợt thấy lo lắng thấp thỏm, đắn đo một lúc bèn gọi cho Lục Phàn. Anh ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ vỡ đặt vào trong khay, khăn giấy còn lại cầm điện thoại. Giọng em sao thế? Có gì khó chịu hả? Lục Phàn hỏi một đằng trên ở một nẻo. Em vừa gặp Cận Nham Dư. Cổ Yến Đình không kịp phản ứng. Cận Nham Dư sao cậu ta lại xuất hiện ở buổi họp báo? Em không biết, trước tới tìm em tán gẫu. Đầu ngón tay nhói lên, Cổ Yến Đình cúi đầu nhìn, ngón trỏ không cẩn thận bị mảnh sứ vỡ cứa đứt, giọt máu nhỏ lách tách xuống sàn nhà. Anh hoảng sợ nói. Em với cậu ta nói về chuyện gì? Tàng Trấn và anh. Điện thoại biến thành một tiếng báo máy bận, Cổ Yến Đình gọi Lục Phàn. Cần nhàm sự nói cho em mới biết rồi sao? Cổ Yến Đình ngơ ngác vài giây. Đột nhiên đứng phát dậy lao vào phòng ngủ trong cơn choáng váng ngắn ngủi. Anh khoác thêm áo rồi chạy ra ngoài. Vết thương trên tay vẫn còn ứa máu chưa kịp băng bó, nhưng anh không hề thấy đau. Chiếc xe Bentley vang lên tiếng động cơ hấp tấp lao ra khỏi vườn Lâm Tạ. Cổ Yến Đình giẫm mạnh chân ga hòa vào đường lái. Dọc con đường anh vượt qua không biết bao nhiêu chiếc xe, hình như còn vượt cả đèn đỏ. Còn 10 phút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu. Lục Phàn sải bước về phòng tiệc, tổ điều khiển chạy ra đón hắn tức giận bảo. Cậu tới muộn thế, tất cả đang chờ cậu đó. Lục Phàn không tỏ vẻ gì, nhét điện thoại về túi quần, Tôn Tiểu Kiệm nói. Lần nữa phải tỏ ra thái độ tốt vào, đầu tiên xin lỗi đạo diễn và phía truyền thông. Này, cậu có nghe anh nói gì không nhỉ?
Bước tới cửa, Lục Phàm lập tức đẩy hai cánh cửa khép hờ, ánh đèn trong phòng sáng tỏ, vô số con mắt trên sân khấu và dưới sân khấu chĩa về phía hắn, đèn flash xung quanh lập lòe, mắt Lục Phàm không chớp lướt qua những phóng viên đông đúc, nhìn thẳng lên sân khấu. Tằng Chấn ngồi tại vị trí chính giữa, chỗ ngồi của hắn bên cạnh trống không. MC khuấy động bầu không khí, mọi người đã đông đủ, buổi họp báo bấm máy chính thức bắt đầu. Lục Phàm lên sân khấu đứng cạnh Tằng Chấn, ngồi xuống ghế dựa chân cao, khóe mắt nhìn thấy thân trên cao ráo khỏe khoắn của Tằng Chấn, một chân đặt chống đất, hai tay khoanh trước ngực trở phía truyền thông đặt câu hỏi. Bên dưới là bao là bắt ngắt phóng viên và nhiếp ảnh gia. Phóng viên sơ tài hỏi câu đầu tiên. Tôi muốn hỏi đạo diễn Tằng và Lục Phàm có suy nghĩ gì về lần đầu tiên hợp tác này không? Tằng Chấn trả lời trước. Tôi rất mong chờ. Lục Phàm vốn mới kể miệng, quẳng luôn đáp án đã nghĩ từ trước. Tôi thấy hơi nghi ngờ. Phóng viên hỏi. Vì sao anh lại nghi ngờ? Lục Phàm xoay nửa vòng nhìn sang Tằng Chấn và hỏi. Tôi muốn biết tại sao đạo diễn Tằng lại chọn tôi. Hôm nay Tằng Chấn không đeo kính, mọi biểu cảm phơi bày dưới ánh đèn. Ông ta nghiêng đầu nhìn Lục Phàm, giọng nói thong dong vang vọng khắp căn phòng. Tổng hợp nhiều nguyên nhân, Lục Phàm là sự lựa chọn phù hợp nhất. Lục Phàm rú tay xuống. Hẳn là còn một nguyên nhân nữa hả? Không có mic, tất cả mọi người không nghe hắn đang nói gì. Tằng Chấn cũng đẩy mic ra, nghiêng người ghé sát lại. Tôi muốn xem người Tiểu Đình chọn sẽ là kẻ ra sao. Lửa giận vô cớ bùng lên trong Lục Phàm. Tiến sư bảo ông đừng gọi anh ấy là Tiểu Đình nữa. Tằng Chấn cười khẽ. Lúc tôi gọi em ấy lần đầu tiên, có lẽ cậu vẫn đang là một học sinh cấp 3 mình còn hồi xưa đó. Ông đã làm gì anh ấy? Em ấy không nói cho cậu biết hả? Lục Phàm siết chặt mic. Anh ấy không được làm đạo diễn có phải vì liên quan tới ông không? Tằng Chấn vẫn cười hiền lành và nhã nhặn. Cậu ngồi bên cạnh tôi không có nghĩa rằng cậu đủ tư cách nói chuyện với tôi. Xung quanh dần nhốn nháo, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Phàm và Tằng Chấn, định bụng dò la nội dung cuộc trò chuyện của họ. MC lúng túng không biết đứng đó có nên tiếp tục hay không. Lục Phàm nghiến răng nghiến lợi nhà đã một câu. Tôi là bạn trai của cô Yến Đình, bây giờ là vậy, sau này cũng thế. Đừng mừng vội. Tằng Chấn trầm giọng. Buổi họp báo vừa mới bắt đầu thôi, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Ông có ý gì? Tằng Chấn hỏi ngược lại. Sự nghiệp và tình yêu, cậu chọn cái nào? Lục Phàm sừng sốt đột nhiên hiểu rõ, có lẽ hắn và Cẩn Nhàm Sư không phải vô tình gặp nhau. Tằng Chấn cố tình cho hắn biết những tâm tư ấy, buộc hắn phải cân nhắc và dè chừng. Cậu chưa chán nổi tiếng đâu hả? Chắc không muốn giống Cẩn Nhàm Sư đó. Lục Phàm siết nắp đấm nói. Vậy tôi phải làm gì? Rời khỏi Cổ Yến Đỉnh. Vừa dứt lời, Lục Phàm túm cổ áo Tằng Chấn căm ghét và ghê tởm lấp đầy lồng ngực, rồi lan tràn dọc theo mỗi dây thần kinh. Hắn buột miệng chửi. Ông đéo có cửa đâu. Dưới sân khấu rổ lên tiếng kêu kinh ngạc. Lục Phàm túm Tằng Chấn dậy dưới bao con mắt nhìn chòng chọc. Hắn siết chặt micro phang thẳng vào mặt Tằng Chấn, làm láo ngã ngửa bên chiếc ghế trần cao. Tiếng động nặng nề vang dội khắp phòng. Lục Phàm nhảy xuống sân khấu, nới lòng cà vạt bước ra ngoài. Phóng viên vọt tới chặn hắn như thủy triều. Micro và ống kính chen chúc vây quanh hắn. Xung quanh ồn ào nhốn nháo, có người hỏi. Tại sao anh lại đánh đạo diễn Tằng? Đã xảy ra chuyện gì xin anh hãy nói rõ hơn. Ban nãy anh và đạo diễn Tằng nói gì vậy? Một câu hỏi nữa, giữa hai người có tranh chấp gì thế, liên quan gì tới bộ phim không? Nhân vật của công chúng mà sử dụng bạo lực, anh đã suy nghĩ tới hậu quả chưa? Trước đây anh có tiền sử đánh nhau không? Anh có tiếp tục đóng nam chính trong phim điện ảnh nữa không? Lục Phàm không nói tiếng nào, đi thẳng ra ngoài, rồi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn lên sân khấu. Tằng Chấn được những người khác đỡ dậy, khóe miệng tứa máu, không thấy rõ mặt. Hắn tiện tay cầm một micro trả lời câu hỏi cuối cùng. Tằng Chấn, ông mời người tài khác đi. Lục Phàm dứt lời, tách đám đông chặn đường ra khỏi phòng tiệc, bỏ ngoài tai lời hỏi han của những nhân viên phục vụ. Quản lý nhận ra hắn bèn hỗ trợ ngăn cản phóng viên đang đuổi theo. Đốt ngón tay nhức nhối, siết chặt quá lâu, Lục Phàm đi tới thang máy VIP không một bóng người, vẩy vẩy tay rồi ấn nút. Thang máy đi lên rồi dừng lại, cửa thang chậm rãi mở ra. Cô Yến Đình nóng ruột đứng bên trong ngẩng đầu chạm mặt Lục Phàm, vừa phóng khoáng vừa nhếch nhác ngoài cửa,
Cả hai đều kinh ngạc đứng sững sờ nhìn nhau. Lục Phàm mở miệng trước hắn nói, em đúng là đồ kém cỏi. Trái tim của Yến Đình căng chặt không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay không cần sự nghiệp, Lục Phàm bồi thêm, em chỉ cần anh thôi. Buổi họp báo hoàn toàn mất khống chế, để tranh giành tin tức hàng chục phóng viên vây chặt nhà sản xuất, diễn viên và ekip quản lý, cả một tầng lầu rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Khách sạn chỉ có thể ổn định trật tự chứ không có quyền hạn chế hoạt động của mỗi người, nên tình hình không sao ổn thỏa được. Liền dịch mình tới sau sắp xếp cho Lục Phàm và Cố Yến Đình một phòng trên tầng cao nhất. Bình thường tôi hay tăng ca nghỉ ngơi ở đây, không có ai lên đâu. Liền dịch mình nói, xung quanh toàn xe của cánh truyền thông, giờ hai người ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp được, tạm thời cứ ở đây đi. Cảm ơn nhé Minh Tử. Liền dịch mình phùng nắm đấm. Đờm hở, chỉ giỏi kiếm chuyện cho tao. Nắm đấm huých lên bả vai của hắn. Nhưng tao không hiểu đang yên đang lành sẽ tự dưng mà đánh nhau cơ chứ. Lục Phàm cứng đầu cứng cổ nói, tao đấm lão một phát là còn nhẹ đó. Liền dịch mình nhìn sắc mặt của Yến Đình không hỏi thêm nữa, hắn bảo, phải hai người chờ một lát tôi qua đó xử lý, thầy cổ anh đừng để ý cho nó chạy lung tung. Cổ Yến Đình chỉ biết đáp rồi ấy nấy, gây phiền phức cho cậu rồi. Hiện trường đã nháo nhào như nổi kém lợn, đối với cánh truyền thông thì chuyện Lục Phàm đấm Tằng Chấn còn hot hơn cả buổi họp báo nhiều. Không một phóng viên nào chịu về, ra sức bạt mạng đào với thêm tin tức. Thông tin nhanh chóng lan khắp khách sạn, rất nhiều người hòa vào góc vui bằng cách chụp cảnh khung ảnh hỗn loạn đăng lên mạng. Tầng trên cùng như ngăn cách với cả thế giới, tĩnh lặng không nghe thấy tí ồn nào nào. Cụ Yến Đình tựa vào tường rút điện thoại đỉnh lên mạng xem. Nhưng chưa kịp mở khóa, Lục Phàm bước tới gần nắm cổ tay anh rồi hỏi, tại anh sao vậy? Cổ Yến Đình quên khuấy đi mất, ngón tay bị mảnh sứ cứa rách chưa kịp băng bó, lái xe suốt cả đường làm máu đầy đầy tay, cuối cùng anh cũng thấy đau, anh nói, không sao đâu, anh đi rửa tay. Lục Phàm vẫn giữ chặt, kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi tìm sơ bộ cứu. Hồi bé hắn từng học lớp cấp cứu nhưng đây là lần đầu tiên khử trùng và băng bó cho người khác. Miếng bỏng thấm cồn chấm lên miệng vết thương như rạch lại vết sẹo cũ. Cổ Yến Đình chờ Lục Phàm hỏi mình nhưng hắn vẫn cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí lau chùi cho anh. Anh nhìn đau từ vén vết sẹo của mình. Kết thúc kỳ thi đại học, nguyện vọng một của anh là chuyên ngành đạo diễn học viện điện ảnh. Vì vấn đề học phí mà cổ Yến Đình không ôm hy vọng gì nói chuyện học đại học, anh chỉ điền nguyện vọng để làm tròn giấc mơ đại học thôi. May sao anh nhận được sự giúp đỡ của quý từ thiện sách ảnh. Lục Phàm thèm miếng bồng khang. Quý sách ảnh do Tằng Chấn sáng lập ấy hả? Năm đó quý sách ảnh có một dự án hỗ trợ những sinh viên nghèo học chuyên ngành liên quan tới điện ảnh. Tháng 9, cổ Yến Đình trúng tuyển vào khoa đạo diễn, trở thành một trong số những học trò của Tằng Chấn. Hồi ấy Tằng Chấn là giáo sư của học viện điện ảnh, là thần tượng của vô số sinh viên, mỗi lần lên lớp đều gây chấn động. Ban đầu ông ta không biết ai là sinh viên được hỗ trợ, chỉ đơn giản là chú ý tới tài năng của cô Yến Đình. Lục Phàm không hề lấy làm lạ, trong đoàn phim đêm đầu tiên Nhâm Thụ từng nhiều lần nhắc tới cái sự tài giỏi của cô Yến Đình thời đại học, nên anh lọt mắt xanh là điều dễ hiểu. Nghe tới đoạn này nảy sinh tình cảm, Lục Phàm siết chặt miếng bông rồi hỏi, sau đó thì sao? Tốc độ nói của cổ Yến Đình chậm lại. Tằng Chấn biết anh là người được hỗ trợ, thử hỏi han cuộc sống của anh, có gì khó khăn không rồi bảo rất sẵn lòng chăm sóc anh. Lần nào anh cũng ngỏ lời từ chối, dần dà ông ta chỉ nói về chủ đề phim ảnh với anh thôi. Lục Phàm ném miếng bồng nhuốm đỏ máu đi. Nói chuyện riêng với anh hả? Tằng Chấn mượn cớ bài tập để tìm cổ Yến Đình sau giờ học, nói về điện ảnh, quay phim và tác phẩm. Lúc ấy cổ Yến Đình xem Tằng Chấn như tấm gương và ân nhân nên cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ tưởng đó là sự quan tâm và đánh giá cao của thầy giáo dành cho mình. Rồi sau đó Tằng Chấn bắt đầu thăm dò, nào tặng quà, nào mời cổ Yến Đình ra ngoài với ông ta, hay nói những lời lập lờ nước đôi. Cổ Yến Đình không nhận quà và từ chối mọi lời mời, dần dần phát hiện ra hàm ý công khai hoặc ngấm ngầm của ông ta. Thuốc mỡ lạnh lạnh mà không đau, cổ Yến Đình nói tiếp. Nhưng anh không dám chắc, vì anh không tin nổi ông ta sẽ...
Anh biết xu hướng tính dục của mình, anh rất sợ mình sẽ suy nghĩ nhiều. Chắc chắn sẽ phải có lúc xác định được, giọng Lục Phàm trầm xuống kinh khủng. Lão không chỉ bỏ qua mà cứ lấn tới có phải không? Ông ta bắt đầu lợi dụng công việc và thân phận giáo sư buộc anh không thể từ chối. Chương trình học của chuyên ngành đạo diễn tập trung vào thực hành, Tằng Chấn có quá nhiều cơ hội để gần gũi với một sinh viên. Vào một học kỳ, ông ta tổ chức hoạt động thực tế, muốn chọn vài sinh viên nào của đoàn phim của ông ta để trải nghiệm. Cô Yến Đình với thành tích xuất sắc tất nhiên sẽ được các giảng viên khác đề cử. Ông ta đánh tiếng trước với lời cố vấn học tập nên anh không thể từ chối được, đành phải đồng ý, cũng may có bạn học đi cùng. Buổi tối ngày thứ hai sau khi tới đoàn phim, Tằng Chấn với đám sinh viên bọn anh đi ăn. Lúc về tới khách sạn, ông ta nhờ anh sắp xếp kịch bản cần dùng cho ngày mai của anh. Lục Phàm cuốn gạc vết thương của cô Yến Đình và nắm ngón tay ấy. Sau đó thì sao? Ban đầu trợ lý của ông ta cũng ở đó. Cô Yến Đình hồi tưởng với vẻ mặt chống cự. Anh không nghi ngờ gì, sau đó ông ta bảo trợ lý ra ngoài muộn rồi ông ta. Lục Phàm không nhận ra mình đang siết chặt nắm đấm. Là nói gì với anh? Cô Yến Đình bị siết tới mức đầu nhói, anh đáp. Ông ta thẳng thừng ngả bài. Tằng Chấn bày tỏ mình thích cô Yến Đình không chỉ là tình thầy trò. Lúc ấy cô Yến Đình rất luống cuống, anh từ chối Tằng Chấn ngày tắp lử. Anh muốn bỏ đi, bối rối nhanh chóng biến thành sợ hãi. Lục Phàm cố hết sức kiềm chế. Lão đã làm gì? Tằng Chấn không cho anh đi. Nét mặt của Yến Đình vẫn kinh hoàng. Nhưng anh là con trai, đâu dễ khống chế như vậy. Nhưng anh khước từ mãi. Cuối cùng làm ông ta tát anh một cái rất mạnh. Cô Yến Đình choáng váng ngã vật xuống đất, lỗ tai ù đi. Anh nửa quỳ nửa bò lết ra ngoài. Điều ấy đã làm Tằng Chấn tức giận. Anh không nhớ trận đòn cụ thể ra sao, đau khổ và giấy rủa cũng trở nên mờ nhạt. Chỉ nhớ cần nhức nhối lúc đấm đá nền xuống người. Tuy rằng Tằng Chấn cao to nhưng rìu đá vào nên chẳng mấy cũng đã hết hơi. Ông ta tưởng cô Yến Đình không phản kháng được nữa nên dừng việc bạo hành. Anh dùng camera đập ông ta rồi nhân cơ hội chạy trốn. Một bên mặt của anh sưng phù, khóe miệng tứa máu, anh không dám về phòng vì sợ bạn học trông thấy, cũng không dám ở trong đoàn phim tiếp nữa. Cô Yến Đình rời khỏi khách sạn ngay trong đêm, không cầm gì hết, chỉ mang theo sự nhếch nhác loạng choạng giữa đêm. Anh đi bộ dọc theo đường cái suốt mấy tiếng đồng hồ, đến bến xe khách trông thấy một dãy buồng điện thoại. Nhưng anh bỗng phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng mình không có ai để cầu cứu hết. Anh ngồi trên bàn ghế trong bến xe tới tận khi trời hừng sáng, nhớ bố, nhớ Nguyễn Địch Lệ, nhớ Nguyễn Phong và có cả gia đình mới. Quay quanh quẩn lại, cuộc đời anh chỉ còn một mình khóc cười như một kẻ điên. Cô Yến Đình lên chuyến xe khách sớm nhất để chạy trốn. Về tới trường, anh đổ bệnh nặng, suốt nửa tháng không đi học. Anh trốn trong phòng ngủ, từ chối gặp gỡ và giao tiếp, sợ phải tiếp xúc với những chuyện liên quan tới Tằng Chấn. Sau sự kiện ấy, cô Yến Đình cố gắng tránh né Tằng Chấn. Học xong, anh dành hết thời gian đi làm thêm, chủ nhật thì tới nhà nhâm thụ. Vành mắt cay xè, cô Yến Đình nghẹn ngào thở hắt. Thấy anh thần với nhầm thủ, Tằng Chấn bắt đầu đi cậu ấy, chèn ép thành tích của cậu ấy để nó dùng để uy hiếp anh. Cô Yến Đình hiểu rõ năng lực của nhầm thủ, anh sợ ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của hắn nên sau khi tốt nghiệp đã gần như cắt đứt liên lạc, không bị đi nữa. Nhầm thủ phất lên nhanh chóng, mấy năm gần đây công việc gặp khó khăn, cô Yến Đình mới cập kịch bản tới tìm hắn. Lục Văn không ngờ lại dây mờ rễ ma thế, hắn nghĩ ngay tới một chuyện. Và anh và Thiệp Phong cũng bị... Đúng thế. Cô Yến Đình nói, anh sợ bị uy hiếp, sau này Thiệp Phong còn phải thi vào học viện hí kịch và làm diễn viên nữa, nên anh đã che giấu từ đó tới giờ. Tằng Chấn vừa đấm vừa xòa, vừa dùng mọi mánh khóe lấy lòng, vừa tạo áp lực và uy hiếp. Học phí của chuyên ngành đạo diễn rất đắt đỏ, cô Yến Đình không thể mất hỗ trợ được, ngoài nhẫn nhìn ra thì không còn cách nào khác. Anh khờ dại cho rằng tốt nghiệp xong là có thể tránh xa, có thể đạt được cuộc đời vẻ vang bằng chính sức lực của mình. Nhưng tới năm ba đi thực tập, bạn học có nơi để đi hết, mà anh là sinh viên xuất sắc nhất toàn khoa, lại chẳng có đoàn phim nào chịu nhận. Cô Yến Đình vấp phải khó khăn, anh biết đây mới chỉ là bắt đầu.
anh không được vào đoàn và tương lai cũng không thành lập được ekip, không kêu gọi vốn đầu tư, cũng không có chỗ đặt chân thì khó mà bước nổi. Tăng Trấn ép anh phải theo ông ta. Cổ Yến Đình nghẹn đáp. Anh biết, anh không thể làm đạo diễn được nữa rồi. Anh lần lượt mất đi những người thân, tuổi mới đôi mươi đã phải nếm trải gian nan và nhục nhã. Thứ giúp anh gắng gượng là giấc mơ của cả mình và cha. Để rồi khi giấc mơ phùn vỡ, anh quyết định học xong sẽ quay về Tứ Xuyên, tìm được một công việc nào đó sống qua ngày. Tăng Trấn nào có ngờ Cổ Yến Đình sẽ vứt bỏ tương lai và sự nghiệp, thế là ông ta ra tay với khoản hỗ trợ. Cổ Yến Đình bị thông báo rằng tư cách nhận tài trợ có vấn đề và phải trả lại tất cả chi tiêu trong 4 năm đại học. Muốn nghiền nát cuộc đời và danh dự của một người nghèo là vô cùng đơn giản. Cổ Yến Đình không những phải đối mặt với vấn đề nợ nần mà còn trở thành chủ đề bàn tán của toàn khoa, thậm chí là toàn trường, lừa tiền giả mạo, những điều khuất tất đằng sau sự xuất sắc. Anh đi tới đầu cũng bị người ta bàn tán ra vào. Cổ Yến Đình nói, anh phải trả lại tiền hỗ trợ, anh chẳng biết đây là ơn hay là nợ nữa. Nhưng không sao, anh chấp tay dâng tác phẩm đầu tiên trên danh nghĩa của mình cho Tăng Trấn. Lục Văn giật mình hiểu ra, bóng hình hả? Cổ Yến Đình gật đầu, bóng hình là khởi đầu cho giấc mơ đạo diễn của anh. Hồi bé anh rất khâm phục những cảnh đau đớn trong phim. Bố nói cho anh biết những cảnh ấy có một nửa là công lao của diễn viên đóng thế. Anh thầm lấy làm tiếc diễn viên đóng thế không được thể hiện bản sắc của mình như cái bóng của người khác vậy. Anh miệt mài trau chuốt 3-4 năm, nó vốn là tác phẩm đầu tiên khi anh trở thành đạo diễn. Kịch bản phân cảnh anh đưa hết cho Tăng Trấn. Từ lâu anh đã biết ông ta ưng nó rồi nên anh dùng nó để trả lại học phí 4 năm. Bóng hình là quán quân phòng vé năm ấy. Những thứ Tăng Trấn nhận được gấp trăm lần tiền học phí, còn Cổ Yến Đình chẳng được gì hết. Câu chuyện của anh, hình ảnh anh giải công thiết kế, dòng chữ đầu phim anh từng tưởng tượng, kính tàng cha của con, cuối cùng chỉ còn là biệt danh, biên kịch. May thay, Cổ Yến Đình cũng đã thu hút sự chú ý của Phương Minh Phú với tư cách là một biên kịch. Quý sách ảnh thực chất do Mường Vĩnh Phú quản lý, bà không quan tâm Tăng Trấn thích ai, nhưng hành vi tái máy tần dài trần với khoản hỗ trợ của Tăng Trấn đã tọc giận bà. Bà tìm thấy Cổ Yến Đình qua bóng hình, thế mới biết tới cảnh ngộ của Cổ Yến Đình. Từ sự yêu mến hiền tài cho tới lòng thương xót, cho có cả nỗi áy náy vì nhắm mắt làm ngơ trước cái ác. Phương Bình Phú hy vọng Cổ Yến Đình đừng từ bỏ. Dưới sự cổ vũ của Phương Bình Phú, Cổ Yến Đình chuyển sang học biên kịch. Khi đó anh cũng không chắc quyết định của mình là đúng hay sai. Suốt bao năm này anh thường suy nghĩ, rốt cuộc sự kiên trì của bản thân mình có ý nghĩa gì hay chăng? Có lẽ khi ấy Phương Bình Phú từng nói một câu, Cổ Yến Đình nói, dù là đạo diễn hay biên kịch, miễn đừng để tên mình biến mất hoàn toàn trên màn ảnh rộng thì vẫn còn có cơ hội thay đổi. Hai cỏ má mát lạnh, Cổ Yến Đình đưa tay quệt lên, đảo hết ký ức đen tối nhất và nhục nhã nhất mà anh chôn giấu hơn 10 năm nay cho người anh yêu nhất xem. Lâu rồi anh mới khóc, thấm ướt cả băng gạc. Anh cứ tưởng về lâu về dài mình sẽ quên hết quá khứ thôi, nhưng không, thì ra nó như một dấu vết khắc sâu không hề phai nhạt. Hai mắt ướt đẫm của Yến Đình ấy nấy nói, xin lỗi em, tại anh mà em bị liên lụy. Cuối cùng Lục Phàn cũng hiểu vì sao của Yến Đình không cần ai bảo vệ, vì anh đã lật kèo vào thời khắc gian khó và khốn khổ nhất, đi từ đầm lầy tới vinh quang rạng rỡ. Anh chỉ biết nghiến chặt hàm răng chưa từng dựa vào ai. Cổ Yến Đình nhìn hắn. Ôm anh đi, em có bằng lòng không? Trái tim Lục Phàn xoắn chặt đau đớn, hắn kéo Cổ Yến Đình vào lòng siết chặt bờ vai, đặt từng nụ hôn lên gương mặt ướt sũng.